Chiều ngày 26 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tổ chức tiếp nhận ủng hộ của cán bộ hội viên phụ nữ 10 phường trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng về việc tham gia ủng hộ lương thực thực phẩm cho đồng bào miền Nam, khẩu trang kính giọt bắn cho hai đoàn công tác, Trường Đại học Y Hải Phòng tham gia hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine tại các bệnh viện dã chiến. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ 10 phường tăng cường công tác tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc thiết thực trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Với tinh thần chung tay phòng chống dịch COVID-19, các cấp hội đã tham gia ủng hộ 1 tấn gạo, 181 thùng mì tôm, 7 thùng sữa đặc, 210 hộp khẩu trang, 1 thùng bột canh, 2 thùng lương khô, 3 thùng bánh đa khô, 7 thùng bánh gạo và gần 40 triệu đồng tiền mặt. Toàn bộ số nhu yếu phẩm và tiền ủng hộ được gửi về Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố để chuyển tới những người đang cần được hỗ trợ.